Xin chào các bạn. Clip trước thì mình đã giới thiệu lịch trình ra mắt S cộng ở bản tiếng Việt. Tuy nhiên đó chỉ là tham khảo bởi vì mình dựa theo đó là cái ra mắt S cộng ở bản tiếng Anh và bản tiếng Trung đi trước. Hiện tại đây chính là bản tiếng Trung gốc. Đây không phải bản lậu này. Và mình đã đầy đủ các S cộng và S ở trong game. Và mình cũng đã từng trải nghiệm hết tất cả những S cộng này rồi. Bây giờ thì mình sẽ gợi ý cho những bạn nào mà vip thấp hoặc là người chơi không nạp những S cộng tốt ngay cả khi 4 sao để các bạn có thể tập trung hướng tới và lấy để sử dụng trong team. Đây chính là tính năng Mega ở trong game. Con Greninja các bạn là thấy ban đầu ở đây thì nó sẽ về sau tiền hóa lên được As Greninja. Tuy nhiên là các bạn sẽ có được một con S cộng 4 sao tiền hóa lên từ con Greninja này nhưng mà rất là lâu, phải 2 năm sau mới có. Con S cộng đầu tiên mình muốn hướng tới cho các bạn đó chính là con Tianxi, một con thuộc dạng kỹ hỗ trợ đây sẽ là một con vừa có thể phòng thủ vừa có thể hỗ trợ cho team rất là tốt ở thời điểm ban đầu và nó có thể xuất hiện ở vòng quay S cộng trong vòng 2 tuần tới. TNC nếu các bạn chơi ở bản các bản khác thì nó sẽ tạo được cái tường pha lê giống như vừa rồi. Còn nếu ở bản tiếng Việt thì các bạn sẽ phải khi nào ra đòn tuyệt kỹ ulti thì nó mới có thể tạo ra được cái khiên ở à, cái tường pha lê giống như vậy. Cái tường pha lê này nó sẽ dựa theo cái song thủ của TNC. Nó sẽ giúp cho các bạn đó là chặn được những đòn đánh của địch giống như vừa rồi song thủ của TNC mà càng cao thì cái tường pha lê nó nó sẽ càng chắc. Và khi mà cái tường này bị phá, nó sẽ giảm đi toàn địch đó là song công và thêm nữa là nó sẽ hồi máu cho toàn bộ team của bạn. TNC vừa là con hỗ trợ về khiên này, vừa hỗ trợ về hồi máu dành cho team của bạn, rất là tốt ở thời điểm ban đầu và sức phòng thủ của nó cũng sẽ rất là trâu. Với cái khả năng của nó. Các bạn biết đó là cái tường pha lê nó bị phá thì nó sẽ hồi máu cho team này và cái lượng hồi máu đó nếu mà thừa ra tức là đã đẩy máu sẵn rồi thì nó sẽ chuyển thành khiên dành cho cả team của bạn thì nó sẽ rất là tốt với TNC này nó còn bộ skill của nó sẽ hỗ trợ theo kiểu mà nó tạo ra cái khiên dành cho chính nó với cả đồng đội mạnh nhất của bên bạn nữa sẽ giúp cho bên bạn rất là chắc chắn thì TNC này là một con rất là tốt ở thời điểm đầu game để các bạn hướng tới ngay cả khi nó 4 sao với khả năng tự ra đòn skill thì nó sẽ tăng thêm phòng thủ dành cho nó thì là một con vừa có thể phòng thủ châu vừa có thể hỗ trợ cho tim tốt và vừa có thể hồi máu được thì mình sẽ đánh mình đánh giá TNC rất là cao ở thời điểm đầu game đầu game thôi bởi vì về sau thì sát thương của những con khác nó mạnh dần lên thì TNC nó cũng không thể chống trả được trả được nổi và nếu các bạn ở bản tiếng Việt này thì các bạn phải lên được 8 sao thì nó mới tạo được cái tường pha lê giống như bắt đầu trận vừa rồi và tiếp theo mình muốn các bạn hướng đến đó chính là Darkrai Darkrai là một con dạng khống chế ở trong game này con thứ hai khống chế tiếp theo đó chính là Meloetta Darkrai khi ra mắt nó sẽ là một con khống chế cực kỳ khó chịu khi bắt đầu đến lượt hành động của nó nó sẽ làm ngẫu nhiên một địch với tỷ lệ 50% sẽ ngủ trong vòng một lượt các bạn để ý con chuột ở hàng sau đã bị ngủ khi đến lượt Darkrai hành động này cái khả năng đặc biệt của Darkrai đó chính là thiên về khống chế các hiệu ứng skill của nó sẽ kiểu dạng như là cướp chỉ số của địch này hay là làm cho địch bị ngủ tức nghĩa là mất đi một lượt với skill 2 của Darkrai thì ngoài việc hồi máu dựa theo cái lượng sát thương gây ra Ngoài ra nó còn làm cho địch bị ngủ nữa Thì Dark sẽ là một con khống chế Giúp cho team bạn gọi như là hành, hành động rất là tốt Ngoài ra Đòn skill 3 của nó ở à, Đòn skill 3 tuyệt kỹ của nó cũng sẽ rất là tốt Với khả năng đó là khống chế toàn địch Khả năng của nó đó chính là gây ra hiệu ứng ác mộng Ác mộng này nó sẽ là một hiệu ứng không thể bị hóa giải Ngay cả người Grey cũng không thể hóa giải được này Và nó sẽ làm cho địch sẽ bị ngủ trong vòng một lượt ngủ này đây là một hiệu ứng kiểu dạng như là tỉnh dậy khi mà bị đánh hai lần còn không nếu mà tỉnh dậy rồi thì địch sẽ bị kiểu dạng như là giảm đi vừa xong thủ vừa song công gọi là hiệu ứng suy yếu và 4 sao ở cái các bản khác thì Darkrai nó sẽ tạo được cái hiệu ứng sàn đấu giống như thế này nhưng ở với, bản Việt thì nó phải cần 11 sao cơ Darkrai vẫn là một con ở 4 sao rất là tốt dành cho team của bạn với cái kiểu sẽ không chế như vừa rồi thì bên bạn nó sẽ có rất nhiều cái ưu thế hơn khi đánh địch còn địch thì sẽ không thể hành động được rồi còn tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đó chính là Dianga Dianga là một con thuộc dạng tấn công và nó sẽ có khả năng đánh ké khi đồng đội ra đòn skill 1 thì cái tuyệt chiêu hay nhất của nó đó chính là tăng tốc thời gian đòn tăng tốc thời gian này nó sẽ giúp cho một đồng đội ngẫu nhiên được hành động thêm một lần nữa ở bản các bản khác thì nó sẽ tạo ra dành cho hai Pokemon còn ở bản Việt này là chỉ là một Pokemon thôi do đó các bạn thấy giáp đốt vừa hành động rồi xong rồi nó vẫn được hành động tiếp đen ga này nếu bản Việt này thì mình không thấy nó có kiểu như là quá mạnh trừ phi là lên được tận 11 sao cơ thì nó mới thể hiện được cái khả năng của nó đó là hồi máu dựa trên cái lượng sát thương mà nó gây ra còn ở bản Việt này chưa được nâng cấp nên skill của nó mình nghĩ rất là cùi nên 8 sao của nó cũng không có quá nhiều nổi bật. Với đi ăn ga lượng sát thương nó gây ra chưa cao nhưng mà cái khả năng sinh tồn của nó cũng tốt hơn bởi vì là cứ sát thương nhận vào thì nó sẽ chuyển 50% qua lượng máu phụ và lượng máu phụ nó sẽ mất dần đi 50% ở cuối mỗi lượt do đó đi ăn ga nó gọi lại như là trì hoãn lại cái lượng sát thương nhận vào. thì đó chính là cái khả năng sinh tồn tốt của Dianga còn mà mình muốn các bạn hướng tới ngay cả khi 4 sao vẫn rất là ổn và sử dụng một khoảng thời gian cực kỳ lâu nó chính là con Giatina này đây là một con thủ với lượng máu rất là cao và nó sẽ tạo khiên cho nó mỗi lượt và nó sẽ hỗ trợ cho một đồng đội khác ở hàng sau ít máu cũng là cái khiên của nó do đó Giatina vừa là một con thủ vừa con hỗ trợ cho team rất là ổn các bộ skill của nó đều tăng thêm cho nó khả năng phòng thủ và khả năng giảm thương như bạn thấy là nếu các bạn có giáp đốt ở trong tim thì cái lượng nộ của bạn hồi sẽ rất là nhanh và có thể nộ được ở lượt hai những địch nào mà đánh vào Giratina thì rồi khi mà có khiên ma như thế này thì địch sẽ bị giảm đi 10% sức tấn công Giratina sẽ là một con thủ rất là trâu ngay cả khi 4 sao khả, bộ skill của nó thì nó sẽ trừ của địch nộ sẽ giúp tạm giảm thiểu cái địch mà dạng như là ra đòn ulti nó sẽ là một con trừ nộ rất là khó chịu đây là thế giới đảo ngược của nó chỉ cần 4 sao ở các bản khác thì nó sẽ tạo ra được cái thế giới này nhưng với bản tiếng việt thì nó phải cần đến 11 sao lận thế giới đảo ngược này sẽ làm địch bị giảm đi tốc độ hồi nộ ở cái trạng thái origin này giatina nó sẽ rất là trâu và nó có khả năng ra đọt đòn ulti khác miễn phí mà không cần phải đầy nộ đòn ulti này của nó nó sẽ trừ đi toàn địch 200 nộ và có thể gây ra hiệu ứng đó là lửa ma của nó lửa ma là một cái hiệu ứng rất là đặc biệt theo kiểu mà đến lượt hành động của địch thì địch sẽ bị trừ nộ coi như là chặn địch ra đòn ulti Giatina sẽ là một con vừa thủ vừa khống chế rất là tốt các bạn nên lấy ngay cả khi 4 sao nó là một con thủ cực kỳ lâu dài con tiếp theo các bạn có thể sử dụng ở 4 sao đó chính là Reshiram Reshiram đây là một con dạng thủ nó có khả năng tạo tường lửa này tương lửa này địch địch đánh qua sẽ bị hiệu ứng cháy và mất máu và kèm theo là xóa đi một búp của địch đây là một con có thể kết hợp được với cả Charizard X lên Mega bởi vì là nó sẽ tạo hiệu ứng cháy giúp cho Mega Charizard X có thể tấn công unti hành lan được với Reshiram này khi các bạn thấy là nó bị hết máu thì nó sẽ tiến vào cái trạng thái ép sung giống như thế này trạng thái ép sung của này sẽ giúp cho nó rất là trâu lúc này thì tấn công và phòng thủ của nó đều tăng lên Nếu mà bản tiếng Việt thì mình nghĩ là nó cũng chỉ tầm tầm 4 đến tận 10 sao thì nó cũng ngang ngang nhau bởi vì 8 sao của nó chưa có quá nhiều hiệu ứng nổi bật. Ở cái trạng thái ép sung này thì nó sẽ tiến vào trạng thái này tức nghĩa là trong vòng 2 lượt hành động xong thì nó sẽ chết hẳn ngay cả khi nó còn đầy máu. Thì Reseram cũng là một con mình nghĩ là ổn ở 4 sao có thể sử dụng làm vị trí tấn tấn nó dạy như là nó thủ và chính còn tấn công của nó cũng rất là cao. Con S cộng tiếp theo đó là Zekrom ở bản tiếng Việt này khi cả tất cả các những Pokemon khác chưa được nâng cấp thì Zekrom mình nghĩ là một con rất là mạnh để các bạn có thể sử dụng tuy nhiên cần đến 8 sao để nó có thể phát huy được nhiều hiệu quả hơn cái khả năng của nó đó chính là khi mà nó tích điện được đủ 6 cái thì nó sẽ tiến vào trạng thái ép sung như các bạn thấy đuôi của nó phát sáng màu xanh ở trạng thái ép sung này thì nó sẽ tăng tỷ lệ né của nó dựa theo cái tích điện mà nó có tối đa là 6 cái tích điện tức là nó có 60% tỷ lệ né ở trạng thái ép sung như thế này Zero nó sẽ rất là mạnh tăng thêm tỷ lệ bảo kích tăng thêm sát thương và công và nó có thể ra đòn ulti ngay lập tức ở đầu lượt kế tiếp miễn phí mà khi chưa cần đổi đầy nộ sát thương của nó gây ra rất là cao và nó có hiệu ứng đó là hiệu ứng tê liệt q 2 vừa rồi tăng thêm tỷ lệ hút máu cho nó gây ra sát thương cao như vậy sẽ hút máu làm cho nó gọi là như là, hồi lại máu được tỷ lệ tốc độ gọi là như là, tốc độ hồi nộ của Zero này rất là cao này tỷ lệ bảo kích cũng rất là cao Zero sẽ là một con tấn công rất là tốt để các bạn sử dụng tuy nhiên là sau khi ép sung thì nó sẽ bị uh, choáng trong vòng một lượt lúc này nó sẽ không hành động được đây cũng là một con mình nghĩ là các bạn nên lấy để sử dụng ngay cả khi 4 sao Bởi vì nó cũng không có quá nhiều con S cộng nào tốt ở 4 sao dạng đam để có thể sử dụng được QRM Đây có lẽ là con tốt nhất dòng dành trong bộ 3 dòng âm dương và mình muốn giới thiệu Cái khả năng đặc biệt của nó đó chính là hoa tuyết Địch nào đánh vào nó sát thương quá cao thì nó sẽ sử dụng hoa tuyết đó để nhận sát thương Chỉ đúng bằng cái 15% máu gốc của nó thôi ở bản tiếng Việt này thì bộ skill của nó cũng na ná được ở các bản khác bản bản khác nó chỉ nâng cấp được hơn một chút nữa đó là cái hiệu ứng hình con mắt đặt lên ngẫu nhiên một địch ở hàng sau các bạn thấy đó là giảm đi 90% tốc độ của địch làm địch sẽ bị chậm đi rất là nhiều tuy nhiên ở bản các bản khác thì là địch nào bị dính cái hiệu ứng đó thì có thể lây lan sang các địch khác bằng hiệu ứng đóng băng còn ở bản Việt là chỉ nó trừ tốc độ của địch thôi yêu em sẽ là một con cực kỳ tốt với khả năng phòng thủ đó là cái uh, hoa tuyết như các bạn thấy vừa rồi còn tiếp theo đó chính là cái uh, khiên băng phản lại những cái hiệu ứng bất lợi lên địch. Kiraem này sẽ là một con dạng hỗ trợ là nó là dạng uh, hỗ trợ là chính nhưng mà hỗ trợ của nó là theo kiểu mà gây ra hiệu hiệu ứng bất lợi dành cho địch và cái thứ hai là nó có thể vừa có thể phòng thủ được nó có thể tạo ra hiệu ứng sàn đấu băng giống như thế này sàn đấu băng này làm, làm địch bị giảm đi thủ này giảm đi tốc độ này và ngoài ra nó còn gây ra đóng băng lên địch nữa một con rất là lợi được đánh giá là một con tốt nhất ở trong bộ ba âm dương để các bạn đi lâu dài được con tiếp theo ở 4 sao tốt nữa đó chính là con Giachi với cả Meloetta hai con này khi chỉ về 4 sao thì nó cũng đã thể hiện được cái khả năng đặc biệt của nó rồi Meloetta sẽ là con khủng chế thứ hai xuất hiện sau con đắp rai trong game này hiện tại đang có mỗi hai con khủng chế thôi với gia chi, gia chi này thì bộ skill của nó nó sẽ tạo ra các điều ước nó có ba loại điều ước chính như bạn thấy điều ước vừa đặt lên chính gia chi và meloetta nó có đến ba loại điều ước điều ước là tăng máu này và giảm sát thương này điều ước thứ hai là làm điều dạy là tăng tấn công và gây ra tỷ lệ bạo kích và sát thương cao hơn này và nếu mà gây ra tỷ lệ bạo kích thì sẽ kiểu dạng như là làm địch bị choáng trong vòng một lượt còn nếu mà điều bước thứ ba đó chính là miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế và hiệu ứng bất lợi còn với Meloetta thì khả năng của nó đó là hiệu ứng mê hoặc giống như của con Ganevo chẳng hạn nó làm cho địch kiểu dạng như là khi bị hiệu ứng này sẽ đánh lộn lẫn nhau rất là tốt thì với Ziachi nó sẽ búp cho bên bạn rất là trâu vừa tấn công cao vừa giảm sát thương vừa tăng thêm sức tấn công vừa có thể giải hiệu ứng không chế hoặc là hiệu ứng bất lợi còn địch dưới hiệu ứng của Meloetta thì làm địch đánh lộn lẫn nhau không hành động được thì sẽ bị đứng yên còn Meloetta sẽ có khả năng tàng hình đây là hai Pokemon rất là tốt ngay cả khi 4 sao các bạn nên lấy trong đó Ziachi thì vẫn ưu tiên hơn nếu mà các bạn đã có sẵn những đội hình những con công và thủ tốt rồi còn Meloetta nó là vừa một con khống chế vừa là một con có sức tấn công cao có thể đi với team được hai con này thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn còn đây là mình chỉ nói đó là hai con này rất là tốt thôi tiếp theo là những con mới hơn mình chưa biết bản Việt ngột đã đi sẽ đi được đến đâu Tuy nhiên là những con này mình sẽ giới thiệu là cuối cùng bởi vì những con này xuất hiện rất là lâu chắc phải tầm đến năm sau mới có men đây là một con thủ tiếp theo rất là nổi sau con uh, Giatina, tuy nhiên Giatina mình nghĩ là vẫn ổn định hơn cho nhiều tất cả team Còn Men này thì chơi với team thép hoặc là team nào có sức tấn chịu đựng cao thì có thể lấy được Còn Celebi thì nó sẽ tạo ra một hiệu ứng đó là cái lá kháng tử Tem thời gian đặt lên một đồng đội có sức tấn công cao nhất của bên bạn Ví dụ như đặt lên chính nó với cả một đồng đội là Men Hiệu ứng này nó sẽ có tác dụng đó là khi bị nhận sát thương trí tử Thì sẽ quay trở lại cái lúc mà máu và nộ nhiều nhất thì coi như là Celebi nó sẽ tạo ra một kháng tử dành cho team của bạn. Celebi còn có hiệu ứng khống chế đó chính là chói của địch. Còn men này thì tỷ lệ đỡ rất là cao và cứ khi nào nó đỡ được thì nó sẽ đánh chạy địch. Thì đây sẽ là những con 4 sao rất là ổn để các bạn chơi. Nếu mà review chi tiết ra hơn nữa thì chắc là clip quá dài nên mình đã những những con ban đầu mà chuẩn bị lấy thì mình lấy như là review chi tiết hơn còn đâu mà những con này thì mình chỉ chỉ nói qua thôi y vừa, vừa, ra mắt ở bản tiếng anh này này nó là một con rất là tốt có thể gây ra hiệu ứng khống chế đó là hỏa đá làm địch sẽ bị yếu lại nhưng không thể hành động được rồi còn chói của celebi vừa rồi địch cũng không thể hành động thì đây là ba con các bạn có thể sử dụng được khi ngay cả khi với 4 sao Celebi còn có tác dụng đó là trừ nộ của địch. Các bạn thấy con Asil ở hàng sau đang đầy nộ này, thì Celebi khi ra đòn tấn công tuyệt kỹ như thế này, nó sẽ trừ nộ của địch đó đi. Ba địch nào có độ nộ cao nhất. Còn đây là đòn tấn công của Y, một con tấn công rất là hot. như các bạn thấy đó là những con mà chuẩn bị ra mắt thì mình sẽ giới thiệu kỹ kỹ hơn như vậy còn những con mà về sau xa quá ấy, thì mình cũng chỉ giới thiệu qua thôi đợt vừa rồi thì mình cũng không nói về con Kyo này Kyo này sẽ ra mắt trước đắc lai nếu mà chỉ với 4 sao thì nó cũng sẽ sử dụng được tốt ở thời điểm ban đầu thôi chứ nó cũng không thể đi quá xa được với Kyo nó là khắc tinh của những con Pokemon khống chế có nó ở trong tim thì các bạn sẽ không sợ hiệu ứng đóng băng này hay là hiệu ứng choáng này hay là tê liệt gì cả cứ đến lượt hành động của nó hoặc là đến lúc mà bắt đầu trận bắt đầu lượt thì nó sẽ giải hiệu hai ứng khống chế và hai ứng bất lợi của team bạn do đó, đó chơi Kyo này sẽ là khắc tinh của những team khống chế Gaudon đây là một con S cộng dạng thủ nhưng mà nó rất là cùi nếu mà lên 8 sao thì nó cũng có vẻ là ổn ở đây mình giới thiệu là S cộng cùi nhưng mà thực chất là các bạn sử dụng nó vẫn tốt hơn là những Pokemon bậc S rồi